Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư trên thị trường bất động sản tỉnh Bình Dương. Buổi chiều hôm nay em đang có mặt tại phường Bình Thắng thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, kế bên quận 9, gần bên con đường quốc lộ 1A, để giới thiệu cho khách hàng một căn nhà cũ dạng biệt thự. Ở đây khu này cắt quy hoạch dạng biệt thự. Căn nhà hôm nay em giới thiệu có diện tích là chiều ngang 16m và chiều sâu 18m. Ở đây mình có thể phân thành nhà 3 lô. Lô đất này thuộc hướng Bắc nhé. Mà hiện tại đang có một căn nhà cũ ở đây. Đây là căn nhà phía trước em giới thiệu này. Nhà view đường thông thoáng. Đây này. Đường rộng gần 20m nhé. Có vỉa hè hai bên luôn. Bên đây thuộc khu quận 9 nhé. Mía bên đây là quận 9 rồi. Và bên đây là thuộc Bình Thắng, Di An, Bình Dương. Hôm nay trời đang mưa. Em tranh thủ review cho quý vị mình cùng xem. Cũng như anh chị nào có nhu cầu đầu tư ở đây thì có thể liên hệ với em. Tổng diện tích của căn nhà này là 288m2. Giá chỉ 26 triệu trên 1m2 nhé. 26 triệu trên m2. Ở đây quán xá mở ok nhé. Quán cà phê này. Đây có mấy quán luôn nhé. Đây có view bờ sông rất là đẹp này. Đây là căn nhà em giới thiệu này. Chiều ngang 16m và chiều sâu 18m. Kế bên căn biệt thự hai mặt tiền này nhé. Ở đây quý vị có thể phân được 3 lô ngang 16. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này thuộc phường Bình Thắng, Di An, Bình Dương. Chiều ngang 16, chiều sâu 18, tổng là 288m2, thổ cư 100%. Quý vị có nhu cầu đầu tư hay mua ở, mua về xây biệt thự, hãy alo cho mình theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em và cho em một cuộc hẹn nhé, rồi em sẽ dẫn vào xem. Giá căn nhà này chỉ 26 triệu đồng trên 1m2 thôi. Mình về đây có thể xây biệt thự như mấy căn biệt thự kế bên nhé. Xung quanh là biệt thự hết. Chủ nhà ở đây thì xây căn nhà này theo dạng nhà cổ. Đây là khu nhà cổ luôn nhé. Nhà vuông vức luôn. Ở trong thì không có gì để mình quay. Chủ yếu mình quay đất cho quý vị mình cùng xem thôi. Ở đây là đất không nhé. Đường thông thoáng. Đó, phía bên là quận 9 rồi. Nhà này giáp với quận 9 nhé. Ngay phường Bình Thắng. Lối vào này. Quý anh chị có nhu cầu vui lòng alo theo cho Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn Sơn sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Nhà giá đầu tư. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.